Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Khi tội được tha thì sự hà hiếp sẽ được giáng xa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em cầu nguyện nào, 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 mỗi tội lỗi được tha thứ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Mọi tâm chúng con được sáng tỏ giờ này. Mọi tâm anh chị em chúng con được sáng tỏ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Hallelujah. Có những tội lỗi thầm kín nào ở đây, anh chị em cũng phải ăn năn đi nha. Tôi thấy Đức Chúa Trời cảm động trong lòng tôi rằng có những điều anh chị em tưởng rằng mình làm trong phòng kín, những tội lỗi trói buộc anh chị em làm trong phòng kín, anh chị em tưởng rằng không ai thấy. Tôi nói với những anh chị em đó, hãy ăn năn đi. Chúa đang tha thứ cho anh chị em giờ này. Đây là thời giờ của sự tha thứ. Hãy ăn năn đi. Hãy ăn năn, hãy ăn năn. Những sự mình nghe, những sự mình nhìn, những việc mình làm ở nơi kín nhiệm, Chúa biết hết đó. Chúa tha thứ cho anh chị em. Và nếu anh chị em ăn năn hôm nay, anh chị em sẽ được tự do. Tự do, tự do, tự do. Tôi công bố sự tha thứ của Chúa ở nơi này. Tôi tuyên bố sự tha thứ của Chúa ở nơi này. Tôi tuyên bố sự tha thứ của Chúa ở nơi này. Rửa sạch bởi huyết Giêsu, huyết Giêsu, huyết Giêsu, huyết Chúa Giêsu, huyết Chúa Giêsu, huyết Chúa Giêsu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah. Có những sự bất hòa giữa vợ và chồng, có những cái sự gọi là tổn thương giữa vợ và chồng, dù không nói ra, dù đã lâu rồi, mình bỏ qua rồi, nhưng mà lâu lâu nghĩ lại vẫn cay đắng, nghĩ lại vẫn rất là buồn, nghĩ lại vẫn rất là khổ. Hôm nay anh chị em hãy được thanh tẩy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rửa sạch mối quan hệ vợ chồng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói rằng vợ chồng thuận hòa, yêu thương nhau như chính Chúa yêu thương hội thánh, như chính hội thánh kính trọng Chúa Giêsu, thì vợ và chồng cũng tương tự như vậy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được thanh tẩy giờ này, thanh tẩy giờ này, thanh tẩy giờ này, thanh tẩy hết giờ này. Tôi kêu huyết Chúa Giêsu phủ lên ông bạn chị em, phủ lên, phủ lên, phủ lên, phủ lên. Oh hallelujah. Tiếp tục đi anh chị em, tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục nào. Không bao giờ là thừa. Chúa Thánh Linh ơi, con xin thần của sự ăn năn, thần của sự cáo trách hãy đến giờ này. Con xin thần của sự ăn năn, thần của sự cáo trách hãy đến giờ này. Cha ơi, hãy giúp chúng con. Chúng con sẽ không bao giờ ăn năn được nếu không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa hãy đổ đầy dân sự của Ngài. Lạy Chúa hãy thăm viếng dân sự của Ngài. Hãy tẩy rửa tâm chúng con giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô Cha ơi, con cảm ơn Ngài. 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 Hallelujah. Hallelujah. Nếu ông bạn chị em còn ghét một ai đó, còn hận một ai đó, còn không tha thứ cho một ai đó, thì hôm nay hãy ăn năn đi. Lòng anh chị em sẽ được tự do. Lòng anh chị em sẽ được mở ra. Lòng anh chị em sẽ được thới thạnh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Tiếp tục đi anh chị em. Chúa sẽ chỉ ra hết mà. Chúa sẽ chỉ ra những điểm yếu ớt của mình. Chúa sẽ chỉ ra những điều sai phạm của mình. Oh hallelujah. Rửa sạch dân sự của Ngài. 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 Cảm ơn Ngài Chúa. Oh hallelujah. Cha ơi, hãy đến với chúng con một cách mạnh mẽ, như làn gió thoảng đến cuộc đời chúng con, tươi mát ấm áp. Thánh Linh ơi, tuôn chảy giữa dân sự của Ngài. Thánh Linh ơi, hãy tuôn chảy giữa dân sự của Ngài.
Cha yêu quý, chúng con cùng nhau thờ phượng Ngài. Chúng con cùng nhau để nói với Chúa rằng chúng con khát khao được ngâm mình, dìm mình trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng con nói rằng chúng con muốn biến hóa trở nên giống như Ngài trong tâm tánh của chúng con. Chúng con muốn được yêu thương nhiều như Ngài, muốn được nhân từ nhiều như Ngài, muốn được thương xót nhiều như Ngài, muốn được rộng rãi nhiều như Ngài. Chúa Giêsu ơi, hãy đến giờ này, và mỗi một ông bà anh chị em sẽ bắt đầu cảm nhận sự rò chạm của Chúa. Sự rò chạm của Chúa là rất thật, và Ngài rò chạm thấu vào tâm của chúng ta, để chúng ta mãi yêu Ngài và khát khao Ngài. Ngay bây giờ Cha ơi, hãy đến đổ đầy. Chúng con thờ phượng Ngài đây Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài. Khi Chúa hiện diện, Ngài mang theo phần thưởng của Ngài, để lòng chúng ta được gây dựng, được đụng chạm, được nâng đỡ, được khích lệ. Và chúng ta thật được no khi ở trong sự hiện diện của Ngài. Anh chị em ơi, thực sự lòng chúng ta được no đủ như những người ở nơi mấy nước bình tĩnh, nơi đồng cỏ xanh tươi. Khi chúng ta ở trong sự hiện diện thánh của Ngài, thật phước hạnh, thật phước hạnh. Và giờ này tôi thấy Chúa cảm động lòng của tôi để nói với anh chị em điều này. Ai trong chúng ta là những người tin Chúa rồi, được tái sanh rồi, mà vẫn chưa có thể nói thứ tiếng mới, nghĩa là chưa được báp têm ở Đức Thánh Linh, thì hôm nay Chúa sẽ ban phần thưởng ra cho anh chị em. Anh chị em có sẵn sàng điều đó không? Ai nè, tôi thấy trong đám đông này có người, mà không phải một người mà nhiều người chưa được điều đó. Chúng ta hãy lên đứng lên phía trước đây. Dạ, đứng lên phía trước đây. Đứng lên phía trước đây, đúng rồi. Ok. Chúa sẽ đổ thần Ngài trên anh chị em ngay bây giờ. Và khi thần Ngài đổ trên anh chị em, anh chị em sẽ nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Amen ạ. Dạ, cảm ơn Ngài. Dạ, cảm ơn Ngài. Ngài muốn dân sự của Ngài có một công cụ để xây dựng chính mình. Anh em có muốn không? Muốn đúng không? Và Chúa nói rằng lẽ nào ngươi là người xấu còn biết cho con mình vật tốt, huống chi là thánh Cha trên trời chẳng ban Thánh Linh cho người nào cầu xin Ngài hay sao? Cho nên ngay giờ phút này anh chị em sẽ bắt đầu nhận Thánh Linh của Chúa. Khi anh em nhận Thánh Linh của Chúa thì anh em nói một thứ tiếng khác, hoặc là nói tiên tri, nói tiếng lạ, nói tiếng ngôn ngữ loài người, ngôn ngữ thiên sứ. Chúa ban cho anh em dấu hiệu và anh em sẽ là người nói ra. Amen không ạ? Sẵn sàng ha. Bây giờ những anh chị em chưa nhận được, những anh chị em giúp đỡ đó, tôi muốn anh chị em đã đứng xa hơn một chút, đừng đứng gần những người này, và đứng xa hơn một tí. Những người nhận báp têm Thánh Linh thì đứng gần đây. Đúng rồi, ok nha. Rồi, anh em phải sẵn sàng. Tất cả anh em mình nhận Thánh Linh là chỉ bởi đức tin thôi, không có phải vì công đức, không phải vì mình thánh không thánh. Nếu anh em là con Đức Chúa Trời được tái sanh thì anh em có quyền để nhận lãnh báp têm được Thánh Linh. Chúng ta cần Thánh Linh để đời sống mình trở nên thánh khiết, chứ không phải thánh rồi mới nhận Thánh Linh để Thánh Linh chi nữa. Không, Chúa ban Thánh Linh để chúng ta có sức mạnh, có công cụ cầu nguyện để chúng ta trở nên thánh giống như Ngài. Cho nên đừng để cho bất cứ một tư tưởng lừa dối nào, giáo lý sai trật nào lừa dối anh em rằng
anh em chưa đủ điều kiện, chưa đủ tiêu chuẩn để nhận lãnh thánh linh. Không, tôi khẳng định lần rằng bất kỳ ai được tái sanh đều có thể nhận lãnh thánh linh. Bất kỳ, dù người nam, người nữ, người mới, người cũ, bởi đức tin. Rồi, hãy nhớ điều đó. Nếu có một giáo lý nào dạy anh chị em rằng trong thời kỳ cuối này Chúa không có làm báp têm thánh linh, không nói tiếng lạ, thì hãy ăn năn đi. Hãy từ bỏ cái đó đi. Vì rõ ràng Chúa vẫn đang hành động. Và Kinh Thánh chép rằng Giê-xu hôm qua hôm nay đời đời không hề thay đổi. Ngài vẫn y nguyên. Amen chưa? Rồi, những người nam, người nữ đang đứng ở trước này, hãy nghe tôi đây. Bắt đầu chúng ta cầu nguyện nha. Bắt đầu cầu nguyện nào. Kính lạy Đức Chúa Trời, ngày hôm nay con khao khát được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Con tin rằng Cha ban cho con ngay bây giờ để con được đầy dậy thánh lên, và con khởi sự nói thiên tiếng mới để con tôn vinh Chúa và gây dựng chính mình. Vì lời của Chúa chép rằng ai nói tiếng mới thì tự gây dựng chính mình. Lạy Đức Chúa Trời, con khao khát được lớn lên, con khao khát được nên mạnh mẽ. Cha ơi, hãy đổ đầy thánh linh cho con, hãy bắt tem thánh linh cho con, vì Ngài hứa rằng Ngài ban cho con thánh linh khi con cầu xin Ngài. Cho nên ngay giờ này, ngay chính giây phút này, con tin xác quyết trong lòng rằng con được Đức Thánh Linh giáng lên, và con khởi sự nói thiên tiếng mới như Đức Thánh Linh cho con nói. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con đón nhận Thánh Linh đây. Con đón nhận đây. Hallelujah. 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 Bắt đầu tôi nói anh chị em hãy đón nhận thần của Chúa giáng trên anh chị em giờ này. Tiếp tục đây, trong dòng chảy cầu nguyện đó, một điều gì đó bắt đầu khởi sự trong lòng anh chị em. Một điều gì đó bắt đầu bùng phát trong lòng anh chị em. Một dòng sông chảy trong lòng anh chị em. Ô ha la la ma sa hi ko ko ro ma ka hi ki ki ka ba ra ka sa ra hi ki ki te da ba to 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 ro ho e ka 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 ra ka si te da be 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 da ra nhang de nhang nhang hi ko ko ro ko si ka te da ba ba nhang nhang nữa nhang nữa nhang nữa. Thần Chúa ở đây bắt đầu trong lòng nổi lên, nổi lên, nổi lên, nổi lên, nổi lên. Nói to lên, ai nói được rồi, nói to lên, nói to lên, nói to lên, nói to lên. To lên, to lên, to lên, to lên, to lên. Dòng sông là phải cuồn cuộn chảy trào ra. Ê, 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 mày mở miệng ra, mở miệng mình ra, mở miệng mình ra, đừng làm thinh. Không làm thinh không bao giờ anh em có thể nhận được tiếng mới đâu. Hãy nói ta lên, ta lên, ta lên. Ô ra ba ca ba ra ba ca si ca đê đê bê tê đê đê. Ô ô ô ô ô si ca ba 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 ba. Tô 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 tô. Nhận đi, nhận đi, nhận thánh linh, nhận thánh linh, nhận được thánh linh, nhận được thánh linh, nhận được thánh linh, đón nhận thánh linh, nhận được thánh linh, nhận thánh linh, nhận thánh linh, nhận được thánh linh, nhận được thánh linh, nhận thánh linh, nhận thánh linh, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, nói mạnh mẽ lên, trong danh Chúa Giêsu, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên nào, hãy mở môi miệng mình ra, mở môi miệng mình ra, mở môi miệng mình ra, nhận mạnh thánh linh, nhận thánh linh, nhận thánh linh, nhận thánh linh. Mở môi miệng mình ra, mở môi miệng mình ra. Đúng rồi, mở môi miệng mình ra. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Mở môi miệng mình ra, cảm ơn Ngài. Mở môi miệng mình ra, mở môi miệng mình ra. Cảm ơn Ngài, mở môi miệng mình ra. Mở môi miệng mình ra, tôn vinh Chúa. Tôn vinh Chúa, tôn vinh Chúa bằng thứ tiếng mới. Thứ tiếng mới, thứ tiếng mới. Đúng rồi, đúng rồi. Mở môi miệng mình ra, mở môi miệng mình ra. Mở môi miệng mình ra, mở môi miệng mình ra. Cảm ơn Ngài. Oh.
Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Ô, mở môi miệng mình ra. Mở môi miệng mình ra để đón nhận, mở môi miệng mình ra. Đừng làm thinh, đừng làm thinh. Nếu chúng ta làm thinh, chúng ta không bao giờ tuôn chảy dòng sông này được. Mở môi miệng mình ra. Mở môi miệng mình ra, bắt đầu nói. Thứ tiếng mới đó sẽ tuôn chảy trong lòng của mình. Thứ tiếng mới sẽ tuôn chảy trong lòng của mình. Thứ tiếng mới sẽ tuôn chảy trong lòng của mình. Lạy Chúa, khi con đặt tay lên họ, thần Chúa giáng trên họ và sẽ nói thứ tiếng khác một cách mạnh mẽ. Chúa, mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ. Con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Nữa đây, nữa đây, nữa đây. Anh em đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh. Tiếp tục đi. Ô habarashika kakakarabaka e shakakakabababababadadi. Đó đây, đó đây, đó đây, đó đây, đó đây, đó đây, đó đây. Hallelujah. Anh chị em thân mến, cách chúng ta nhận được Đức Thánh Linh nó không phụ thuộc vào cảm xúc của chúng ta. Khi Thánh Linh giáng xuống, chúng ta khởi sự nói thứ tiếng khác và lời tiên tri. Đó là siêu nhiên. Anh chị em đã vừa nhận được rồi. Bây giờ tôi muốn tiếp tục một điều nữa trước khi chúng ta sẽ kết thúc giờ này. Những anh chị em nào đã nhận được rồi, đứng sang một bên đây. Những anh chị em nào đang đứng trên này mà chưa nhận được, đứng sang phía này. Chia làm hai bên ra để cho tôi biết người nhận được, người chưa nhận được. Bên này là người đã nói rồi, tức là vừa mới nhận được rồi, đứng sang bên. Còn anh chị em chưa, đứng sang bên để chúng ta tiếp tục cầu nguyện nào. Đứng sang hai bên nào. Rồi, đứng sang hai bên, hai bên. Đó, anh em nào bên này đã nói rồi, bước sang bên đây. Bước sang bên đây đi. Bước sang hết, bước sang hết, bước sang hết. Đấy, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Rồi, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời. Anh chị em đã nói rồi thì nghe tôi nói vài lời đây. Chúng ta đừng bao giờ ngưng lại, về nhà tiếp tục nói. Trong thời giờ cầu nguyện riêng hãy nói liên tục, giống như đứa bé tập nói vậy đó. Mình ngưng lại, mặc mặc nó quên đi, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục nói mỗi ngày. Amen. Ngay bây giờ cũng có thể mở miệng nói tiếp, nói tiếp trong danh Giêsu. Còn những anh chị em này, hãy nghe tôi nói đây. Chúa Thánh Linh cho chúng ta dấu hiệu, còn miệng chúng ta phải nói ra. Chúng ta phải đứng và cầu nguyện khát khao. Tôi còn tin rằng Thánh Linh đang giáng trên con, và miệng con bắt đầu tôn vinh Ngài bằng ngôn ngữ khác. Tâm trí mình nghĩ như vậy. Amen chưa? Đừng bây giờ nghĩ rằng ồ cái này mình tự nói, ồ cái này của mình, tự mình. Không, rõ ràng là mình tự nói đấy thôi. Mình nói nhưng mà Thánh Linh cho dấu hiệu. Thánh Linh ở trong lòng của mình sẽ bắt đầu uống nắng lưỡi mình, uống nắng tất cả mọi thứ. Và dòng sông bắt đầu chảy ra, càng lúc đầu nó nhỏ, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Amen chưa? Nào chúng ta chú ý lại một lần nữa nha. Bởi vì sự báp têm Thánh Linh vô cùng quan trọng đối với hội thánh của Ngài. Trong hội thánh đầu tiên đó, thì các sứ đồ phải đi từ Jerusalem xuống tận Samari để cầu nguyện cho những người mới tin Chúa, vì họ chỉ mới báp têm bằng nước chứ chưa nhận được Đức Thánh Linh. Họ phải cầu nguyện. Anh em hôm nay giống y như vậy. Hội thánh và tôi sẽ cầu nguyện cho anh em, để thần Chúa giáng trên anh em. Anh em khởi sự nói thứ tiếng mới, để anh em được gây dựng chính đời sống của mình. Nào một lần nữa nè, nhắm mắt hướng lòng về Chúa. Nhắm mắt hướng lòng về Chúa và hãy cầu nguyện theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời, con tin rằng ngay chính bây giờ con nhận được Thánh Linh của Ngài, vì đó là lời hứa của Ngài. Khi Thánh Linh giáng trên con sẽ khởi sự nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh ban cho con nói. Lạy Chúa, con nhận bây giờ. Trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện. Con xin Chúa giúp con để gạt bỏ mọi ngăn trở, gạt bỏ mọi nghi ngờ, để lòng con đầy đức tin rằng con nhận Thánh Linh ngay bây giờ một cách hành thông, một cách hành thông. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Nào, bắt đầu nha. Bắt đầu nào.
Cha ơi, xin đổ thân Ngài trên anh chị em con. Khi con đặt tay lên họ thì Thánh Linh giáng xuống trên họ, và họ sẽ khởi sự nói tiếng mới và lời tiên tri. Lạy Chúa, đây là ân điển trong giao ước của Ngài. Đây là điều mà anh em con có quyền để đón nhận. Đức Chúa Trời ơi, hãy làm điều đó ngay bây giờ. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, cô gái này hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nhận lãnh. Anh hãy nhận lãnh Thánh Linh. Nhận Thánh Linh. Đây Trang. Anh xin nói thứ tiếng khác. Trong danh Chúa Giêsu. Hô ra ma ka ra si da. Ô ri ba 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 ma na ke da. Ô ri bi ka ra ma sai da. Đổ đầy. Đây. Ô nói ta lên. Tôi muốn đội giúp đỡ những người nói tiếng mới, giúp họ tiếp tục nói tiếng mới giúp tôi nha. Chúng ta hãy làm điều này rất quan trọng nha. Những ai nói hãy giúp họ tiếp tục nói, đừng ngưng lại. Nhận Thánh Linh. Mở môi miệng mình ra. Nhận đây. Nhận Thánh Linh. Mở môi miệng mình ra. Đổ đầy. Ô rô ma ca ran. Ê cô rô ma ca si. Ô rô ma ca say ta ra đi. Đổ đầy. Đây. Nhận đi. Nhận nữa. Nữa đi. Nói ta lên. Ta. Tròn tiếng lên. Cho lên. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi. Nhận. Trong danh Giêsu. Đón nhận. Nhận Thần Linh của Ngài. Mở môi miệng mình ra. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhận danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhận Thánh Linh đi. Nhận. Những anh em bên cạnh này nói tiếng mới to lên. Những anh em mới nhận nói tiếng mới to lên. Nhận. Mở môi miệng mình ra. Đón nhận nào. Nhận nào. Nhận Thánh Linh. Mở môi miệng mình ra. Đây Trang. Mở môi miệng ra. Trao ra dòng sông sự sống. Ô ru ma ka ka ra ba ka ka ra. Ô ru ma ba 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 ra re 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 re. Ô ru go 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 go. Ô. Đúng rồi. Nói ta lên. Tiếp tục ta lên. Nhận Thánh Linh. Trang đây. Nói đây. Mở môi miệng mình ra. Trang đây. Mở môi miệng mình ra. Trang đây. Nhận Thánh Linh. Mở môi miệng mình ra. Trang đây. Nói đây. Nói to lên. To. Nói tròn tiếng lên. Tròn tiếng. Mở môi miệng mình ra. Nhận. Đúng rồi. Nói to lên con. To lên. Trong danh Giêsu. To lên. Mạnh mẽ lên. Nhận. Trong danh Giêsu. Nhận. Nói đây. Đây. Anh Hồng đầy lên. Đây ra. Nhận Thánh Linh. Mở môi miệng mình ra. Tuôn tràn sự sống. Đổ đây. Đây.
tiếp tục đi, tiếp tục. Ô Roma kakase kakakaka Roma kabarakasi darala. Mở môi miệng mình ra, trong danh Giêsu, nhận, hãy nhận Thánh Linh, nhận, không sao, tin Chúa Giêsu là nhận Thánh Linh luôn. Nói đây, mở môi miệng nói lớn tiếng lên, nhận Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đúng rồi, nói to lên, to lên, cảm ơn ngài, em này nữa, nhận. Mở môi miệng mình ra, nói to lên, còn tiếng lên, đúng rồi. Nhân, trong danh Chúa Giêsu, cảm ơn ngài. Nói to lên, cảm ơn ngài. Amen. Nhân đi. Nói đi, nói to lên, cảm ơn ngài. Đón nhận em gái, đón nhận, nói to lên, nói miệng ra, nhận thánh linh, đúng rồi, mở môi miệng mình ra, trong danh Chúa Giêsu, cảm ơn ngài, oh hallelujah, cảm ơn ngài, tuyệt vời, oh hallelujah. Tôi nói anh chị em, những người đã nhận Thánh Linh hôm nay, đời sống tâm linh anh em đang bước sang một bước ngọt mới với Đức Chúa Trời. Anh em sẽ không như cũ nữa đâu. Amen. Wow. Satan ngày hôm nay rất sợ anh chị em, bởi anh chị em đã mặc lấy quyền phép của Đức Chúa Trời. Amen. Anh chị em sẽ đuổi nó chạy bằng sống bằng chết luôn. Hallelujah. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Nào, những anh chị em đã nói tiếng mới lại đứng sang bên này. Đứng sang bên. Nào, những anh em chưa nói bước lên phía trước. Tôi nói hội thánh của Chúa phải bắt tem Thánh Linh tất cả luôn. Amen. Rồi, còn có mấy người à? Wow, tuyệt vời. Đúng là điều Chúa làm, quá lạ lùng. Dạ, lạ lùng. Quá. Rồi, lại nha, một lần nữa nha. Chúng ta phải biết rằng chúng ta được quyền để nhận Thánh Linh. Dạ, những anh em đứng bên này hãy cầu nguyện tiếng mới. Nói tiếng mới cho tôi. Cầu nguyện giơ tay lên trời. Cầu nguyện hallelujah. Wow. Nào, trong danh Giêsu, em hãy nhận. Nhận Thánh Linh. Nhận Đức Thánh Linh. Mở môi miệng mình ra. Nhận Thánh Linh. Mở môi miệng mình ra. Nhận Thánh Linh. Mở môi miệng mình ra. Ô ma ca ra chè. Nhận đi. Mở môi miệng mình ra. Nhận đi. Mở môi miệng mình ra. Mở môi miệng mình ra. Nhận đi. Mở môi miệng mình ra. Mở ra. Đừng làm thinh. Ô ra ba ca ca ba ba ba. Mở môi miệng mình ra. Đừng làm thinh. Thần Chúa trên em. Thần Chúa giáng trên em. Dòng sông tuôn chảy trên em. Mở môi miệng mình ra. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mở môi miệng mình ra. Oh hallelujah. Mở môi miệng mình ra. Oh hallelujah. Cảm ơn ngài. Mở môi miệng mình ra em. Mở ra. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mở ra. Cảm ơn ngài. Amen. Đúng rồi. Nói lớn tiếng lên bà. Lớn tiếng lên. Nói lớn tiếng lên.
nói lớn tiếng lên: cảm ơn Chúa, vinh quang thuộc về Chúa của chúng ta. Tôi chúc mừng tất cả anh chị. Oh, hallelujah. Thật là diệu kỳ. Đây là một buổi nhóm thờ phượng quá diệu kỳ, bởi vì Ngài bắt tên thánh linh cho chúng ta. Amen. Hallelujah. Oh. Hát một bài, hát một bài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.